chào đại gia đình nha. Mình mua 30 mấy đô cái nhà mà được tặng cái bọc mì miễn phí. Đóng đồ không cả nhà, tập lên hết. Mệt nổi quá. Đóng đồ không cả nhà, bắt tay đi ra đường là mua.
con đóng đường cả nhà. Đóng đường này 30 bạn. Này mì miễn phí. Sữa mài xanh thì tốt hơn miễn phí cho con miền. Miễn phí miền. Ai dở bạn. Cái gì nấu này như ba đô mấy. Nấu của Thái Lan đấy. Thèm bắp ngọt chứ không có bắp dẻo cả nhà. Thèm bắp dẻo ngon lắm. Đây là một con gà. Bên dầu thang các sai vào mày ABC thang đi giá sư thang căn ABC thang đi bên cái này sư chicken và chú chicken hình sự nghĩa mà đây là nho đỏ này các nho này ăn nhiều giờ giống như nho của Phan Rang Phan Thiết vậy đó. Hai hộp nó giảm mình mua một hộp thì 5 đô mấy, mua hai hộp có 4 đô mấy. Yes, suối cổ xì suối cổ lấy sữa cái này là nhau xanh strawberry là vô tay cái tay sáo xương xa nó có cái hộp này nha, ăn nó ngọt lắm, có đường trong đây. Này là bánh bao thì nhỏ nhà mình ăn bánh này nè. Còn đây là cải
Snap by chicken. Chicken. Snap by chai. Night chai. Snap by chai. Xong rồi đó. Đi đưa chị nhỏ đi học mua bao nhiêu đồ tặng được cái này. Tặng mì. Bây giờ mình đi rửa trái cây ăn nha cả nhà. Rửa trái cây ăn. Rửa một lần cho nó sạch rồi cái mình để một chút lạnh khi nào ăn phải rửa xương nè. Trái cây ấy, nhập khẩu ăn phải rửa muối cả nhà. Cho nó an toàn. Chứ cứ chinh khổ từ suối khổ. Cái tiếng yêu dùng diễn lấy xì. Xì diễn cho ăn cho ăn chuyện. Chung sầm mắt tôi dầu, NDC sầm mắt tôi dầu, đó, mắm, nó nhẹ nó nhẹ, giờ mình đi rửa cái nhà, tắm bập, giờ mình đi rửa nhà, đi thôi đi thôi. Ước gì đất à. Sao tối vậy? Ban ngày mà quay tới hơn. Singapore mua cái gì cũng có hết á. Mua ăn đồ Việt Nam cũng có, Đài Loan cũng có. Mỹ, phá Mỹ cũng có. Tùm lum hết á. Đây nè. Bây giờ mình đi rửa thôi nha. Thôi mình xin hẹn gặp lại bye bye cả nhà. Mình đi rửa trái cây á. Bye bye.